Hello, cả nhà hello, welcome back Dung Phan Cuộc Sống Mỹ một lần nữa. Cảm ơn quý vị ủng hộ channel rất là nhiều. Chiều thứ tư, hôm nay là được nghỉ lễ rồi, nghỉ 2 ngày liên tiếp. Quá ok luôn, thì dắt này về chuẩn bị nướng gà, nướng hem, nướng brisket gì nha quý vị. Thì cho ngày mai đó, chương trình ngày mai nó lễ Thanksgiving đó. Ok, mời quý vị. Đây là Đài Sài Gòn phát thanh trên làn sóng 900 AM tại thành phố Houston và 1160 AM tại thành phố Dallas. Và sau đây mời quý thính giả đến với phần tin tức chiều ngày hôm nay, phối hợp hai miền với Đăng Khoa tại Houston và chị Như Tuyền tại thành phố Dallas. Và từ Houston, Đăng Khoa trân trọng gửi lời chào tới quý thính giả của hai miền cũng như xin chào chị Như Tuyền tại thành phố Dallas, Houston buổi tối ngày hôm nay. Xuống thấp sẽ là 58, ngày mai ngày lễ tạ ơn thì có mây khá nhiều đối với thành phố Houston, cao là 70, về đêm là 52, đến ngày thứ sáu khá lạnh 63, 46, thứ bảy 64, 42. Chủ nhật thì cũng như vậy, những ngày này thì Houston đều là những ngày mà có mây khá nhiều nhưng mà không có thấy phần trăm cơ hội mưa, có lẽ phải đợi qua tuần lễ sau. Những ngày đầu tiên của tháng 12 thì Houston bắt đầu sẽ có những cơn mưa, khi mà phần trăm sẽ là vào khoảng 50-60% cơ hội mưa đối với thành phố Houston. Và không biết là thời tiết của thành phố Dallas vào tối ngày hôm nay cũng như những ngày về sau như thế nào thưa chị Như Tuyền? Từ Dallas, Như Tuyền gửi lời mến chào quý thính giả khắp nơi và mến chào Đăng Khoa. Thưa quý vị, ngày hôm nay thì Dallas trời nhiều mây, hiện tại bên ngoài là 73 độ F, nhiệt độ cao nhất ngày hôm nay là 80 độ F và nhiệt độ thấp nhất của ngày là 41 độ, có đến khoảng 40 độ chênh lệch giữa nhiệt độ thấp và nhiệt độ cao trong ngày. Gió với vận tốc từ 11 đến 14 dặm trên giờ, đêm hôm nay thì bầu trời vẫn nhiều mây, đem theo gió với vận tốc cũng từ 11 đến 16 dặm trên giờ, không có cơ hội mưa cho ngày hôm nay. Và nhìn chung thì từ hôm nay cho đến ngày Chủ nhật thì không có khả năng mưa. Ngày mai, một ngày mây nắng hài hòa, nhiệt độ cao nhất trong ngày là 70 và thấp nhất là 36. Ngày thứ sáu thì nhiệt độ cao nhất trong ngày là 57 và thấp nhất là 39. Ngày thứ bảy, nhiệt độ cao nhất trong ngày là 61 và thấp nhất trong ngày là 37. Và ngày Chủ nhật thì nhiệt độ cao nhất trong ngày là 61 và thấp nhất là 39. Nhìn chung thì từ thứ sáu trở đi đó là Dallas có những ngày trời lạnh đó quý vị. Thưa quý vị, một phần tin liên quan đến thế giới cho biết là Phó Tổng thống Phi Lục Tân cáo buộc là Tổng thống muốn loại bỏ bà. Phó Tổng thống Phi Lục Tân Sara Duterte cáo buộc Tổng thống Marcos muốn loại bỏ bà sau khi mà bị cảnh sát khởi tố liên quan tranh cãi ở Hạ viện. Phát biểu tại cuộc họp báo ở thành phố Zamboanga hôm nay, thì Phó Tổng thống Phi Lục Tân là Sara Duterte tuyên bố quyết định khởi tố bà cùng với các vệ sĩ mà Cảnh sát Quốc gia Phi Lục Tân đưa ra là không có giá trị. Bà cũng cho rằng mối quan hệ giữa mình và Tổng thống Ferdinand Marcos Jr. đã đến mức không thể cứu vãn. Rõ ràng chính quyền Marcos đang muốn dồn tôi vào chân tường họ. Họ muốn loại bỏ tôi khỏi vị trí quyền lực, bà nói. Bà Sara cũng cho rằng Chủ tịch Hạ viện Martin Rodriguez, em họ Tổng thống Marcos, đang để mắt tới chức phó tổng thống của bà. Nhưng ông ấy không biết nhiều nghị sĩ trong quốc hội và người dân đều không muốn ông ấy làm phó tổng thống. Không may là Martin Rodriguez không hiểu được điều này, bà Sara nhấn mạnh. Bình luận được đưa ra sau khi PNB khởi tố phó tổng thống Sara cùng với một số vệ sĩ với cáo buộc hành hung, chống người thi hành công vụ, đe dọa, bạo lực chống lại cảnh sát. Trong các cái sự việc xảy ra tại Hạ viện, một bệnh viện, nếu bị tuyên có tội thì bà Sara và vệ sĩ có thể bị phạt tù và phạt tiền. Quyết định khởi tố cảnh sát không liên quan tới một số rắc rối khác của bà Sara gần đây. Cục điều tra quốc gia Phi Lục Tân đã triệu tập phó tổng thống để điều tra về âm mưu ám sát. Sau video, bà Sara tuyên bố đã yêu cầu một sát thủ nhắm mục tiêu vào tổng thống Marcos, vợ ông cùng chủ tịch Hạ viện nếu bà bị giết, và người này đã đồng ý. Bà Sara hôm 26 tháng 11 ra tuyên bố nói rằng phát biểu này chỉ thể hiện nỗi bất bình trước việc chính quyền Marcos không phụng sự người dân mà chỉ lo trấn áp đối thủ chính trị. Bà cũng bác bỏ cáo buộc của chính phủ về việc bà âm mưu ám sát tổng thống, tuyên bố câu nói của bà đã bị cắt ra khỏi ngữ cảnh. Bà Sara, con gái của cựu tổng thống Rodrigo Duterte, đã rút khỏi nội các vào tháng 6 nhưng vẫn giữ chức phó tổng thống. Điều này là chỉ dấu cho sự sụp đổ của một liên minh chính trị đã giúp bà và tổng thống Marcos, con trai cố lãnh đạo Phi Lục Tân Ferdinand I. Marcos, người nắm quyền trong giai đoạn 1965-1986 giành chiến thắng bầu cử năm 2022. Hai gia tộc chính trị bất đồng quan điểm về chính sách đối ngoại, cuộc chiến chống ma túy của Tổng thống Rodrigo cùng các vấn đề khác.
Hồi tháng 10, Phó Tổng thống cho biết bà cảm thấy bị lợi dụng sau khi hợp tác với ông Marcos trong cuộc bầu cử năm 2022. Vào tháng trước, cựu Tổng thống Rodrigo cáo buộc ông Marcos nghiện ma túy. Một ngày sau, Tổng thống Marcos tuyên bố sức khỏe của người tiền nhiệm đang sa sút do sử dụng fentanyl trong thời gian dài. Tôi đồng tình với ý kiến cho rằng ông Marcos nghiện ma túy, bà Sarah nói phóng viên hôm 26 tháng 11, không bên nào đưa ra được bằng chứng cho cáo buộc của mình. Xin mời chị Như Tuyền. NATO khẳng định tiếp quyết tâm đối với Nga sau vụ tên lửa Oreshnik. Khi đại biểu của 32 thành viên NATO họp hôm thứ Ba cùng với đại biểu từ Kiev, NATO đã chính thức tái khẳng định rằng chủ trương của họ sẽ không thay đổi sau khi Nga bắn cảnh cáo tên lửa Oreshnik vào thứ Năm tuần trước. Nga khai triển khả năng đó không thay đổi tiến trình của cuộc xung đột và không đe dọa các đồng minh NATO khỏi việc hỗ trợ Ukraine. Hôm thứ Bảy và thứ Hai vừa rồi, NATO đã cho quân Kiev bắn hai lượt tên lửa ATACMS vào lãnh thổ nước Nga, tỉnh Kursk. Bộ Ngoại giao Nga tuyên bố Nga sẽ trả đũa việc này và tuyên bố mọi ép buộc của kẻ thù đều sẽ không khiến Nga từ bỏ mục đích của mình và bình luận rằng phương Tây đã bỏ qua mọi cảnh báo từ phía Nga. Thứ Hai và thứ Ba tuần trước, sau khi Mỹ bật đèn xanh, NATO đã cho Kiev bắn hai lượt tên lửa ATACMS của Mỹ và Storm Shadow của Anh vào lãnh thổ Nga. Sau đó, thứ Năm tuần trước, Nga đã bắn trả đũa bằng loại tên lửa mà họ gọi là Oreshnik vào Dnipro của Ukraine, kèm với thông điệp rằng nếu NATO tiếp tục làm như vậy thì sẽ là có nguy cơ leo thang chiến tranh, lan rộng xung đột. Thứ Bảy và thứ Hai vừa qua, NATO tiếp tục cho Kiev bắn tiếp hai lượt tên lửa ATACMS nữa. Theo truyền thông Nga đưa tin, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov nói rằng Nga sẽ đáp trả những ai chịu trách nhiệm về vụ tên lửa Mỹ tấn công Nga. Một phần tin thế giới khác cho biết rằng là tàu hàng Trung Cộng bị nghi làm đứt hai tuyến cáp ở biển Baltic. Giới chức Đan Mạch Thụy Điển nghi ngờ rằng tàu hàng Japan 3 của Trung Cộng thả neo làm đứt hai tuyến cáp quang để biển Baltic. Thủ tướng Thụy Điển Ulf Kristersson ngày 26 tháng 11 thông báo giới chức đang yêu cầu tàu hàng Trung Cộng Japan 3 di chuyển vào lãnh hải nước này để hỗ trợ điều tra các vụ đứt cáp quang dưới biển gần đây xảy ra tại biển Baltic. Lãnh đạo cảnh sát Thụy Điển Per Enström khẳng định tàu Japan 3 đã gần hai vị trí này xảy ra tai nạn đứt cáp trong một số thời điểm. Theo đài DR của Đan Mạch, thì tàu Japan 3 xuất phát từ cảng San Petersburg của Nga đã thực hiện các thao tác bất thường, gồm thay đổi hướng đi và tốc độ gần các khu vực cáp bị đứt vào ngày 17 và 18 tháng 11. Hình ảnh mỏ neo con tàu do đài DR thu thập cho thấy các mốc neo bị biến dạng, dấu hiệu cho thấy mỏ neo đã bị va chạm mạnh dưới đáy biển. Quân đội Đan Mạch tuần trước cho biết đã giám sát chặt chẽ Japan 3. Con tàu sau đó đã di chuyển vào vùng biển Kattegat thuộc vùng đặc quyền kinh tế Đan Mạch và thả neo tại đó. Giới chức nước này không xác nhận liệu họ đã bắt tàu hàng Trung Cộng hay chưa. Các tàu hải quân của NATO bao gồm tàu tuần tra Đức và Thụy Điển đã tham gia giám sát tàu Japan 3. Tuy nhiên, ông P. Enström cho biết Thụy Điển cần có bằng chứng về hành vi phạm pháp trong vùng biển của mình để ra quyết định bắt giữ hoặc khám xét. Các nước liên quan như Đan Mạch hay Thụy Điển chỉ có thẩm quyền điều tra một khi tàu Japan 3 di chuyển vào lãnh hải của họ. Do đó, trong trường hợp này, Trung Cộng nhiều khả năng sẽ là nước phải quyết định giải quyết sự việc như thế nào, theo Brice Fredmans, là giáo sư luật tại Đại học Aarhus, Đan Mạch. Giới chức Trung Cộng chưa bình luận về thông tin. Đây không phải là lần đầu tiên Trung Cộng bị nghi liên quan đến các vụ hư hại hạ tầng viễn thông tại biển Baltic. Hồi đầu năm nay, tàu container Trung Cộng New Polar Bear bị cáo buộc làm hư hại một cái đoạn cáp giữa Phần Lan và Estonia. Mỏ neo của tàu này được phát hiện gần đoạn cáp bị đứt, với các hư hỏng nghiêm trọng như đứt gãy và vết mẻ lớn. Giới chức Phần Lan chưa kết luận liệu sự việc này là tai nạn hay hành động cố ý phá hoại. Các nước biển Baltic hiện nghi ngờ hai vụ đứt cáp lần này không phải ngẫu nhiên. Không ai tin rằng các tuyến cáp này bị hư hại một cách tình cờ. Chúng tôi phải giả định đây là hành động phá hoại, Bộ trưởng Quốc phòng Đức Boris Pistorius tuần qua nhận định. Ngoại trưởng Đức là Annalena Baerbock và người đồng cấp Phần Lan Elina Vatanen hôm 18 tháng 11 ra thông cáo chung cho biết hai nước đang điều tra các tuyến cáp quang ở biển Baltic bị cắt đứt. Nêu nghi vấn đây là hành động phá hoại của chủ địch nhưng không đưa ra cáo buộc nhằm vào bên nào cụ thể. Giới chức Nga và Phần Lan nói rằng an ninh Âu Châu đang bị đe dọa bởi xung đột Nga và Ukraine và chiến tranh lai do những tổ chức ác ý gây ra. Chiến tranh lai là thuật ngữ dùng để chỉ loại hình chiến tranh kết hợp với nhiều phương thức từ chính trị, quân sự cho tới tấn công mạng và âm thầm phá hoại hạ tầng thiết yếu. Xin mời chị Như Tuyền.
Vợ chồng công chúa Na Uy bị tố nợ tiền làm đám cưới, các nhà tổ chức sự kiện cho hay công chúa Martha Louise và pháp sư da màu Durat Varad chưa thanh toán 90.000 đô la tiền làm đám cưới 3 tháng trước. Công chúa Louise và ông Varad cuối tháng 8 làm đám cưới xa hoa tại khách sạn trên đồi ở thị trấn ven biển Granger, Na Uy với 350 khách tham dự, trong đó có vua, hoàng hậu và thái tử Na Uy. Đám cưới kéo dài 4 ngày, thu hút nhiều sự chú ý. Các chi tiết trong sự kiện cũng được thiết kế riêng, sáng tạo để gây ấn tượng với khách mời. Nhưng 3 tháng sau, nhiều công ty tổ chức sự kiện vẫn chưa nhận được tiền thanh toán. Tờ Sheffield của Na Uy đưa tin ngày 26 tháng 11. Ít nhất 3 doanh nghiệp tổ chức đám cưới cho biết hai vợ chồng còn nợ hơn 1 triệu kroner, tương đương 90.000 đô la. Vợ chồng công chúa Louise Varad và hoàng gia Na Uy chưa lên tiếng về thông tin. Sau đám cưới, hai vợ chồng không dành nhiều thời gian ở Na Uy. Đây là lần thứ hai công chúa Louise, 52 tuổi, kết hôn. Bà tự nhận mình có khả năng thấu thị và nói chuyện được với các thiên thần. Bà đã viết sách và mở khóa học về năng lực này. Vua Harold, 82 tuổi, người từng nhiều năm đấu tranh để được phép cưới hoàng hậu Sonia, do bà vốn là thường dân, không chia sẻ nhiều về con rể. Thưa quý vị, một phần tin khác liên quan tới Việt Nam và Palestine thì Chủ tịch nước của Việt Nam là ông Lương Cường gửi điện bày tỏ sự ủng hộ mạnh mẽ của Việt Nam với Palestine trong sự nghiệp đấu tranh chính nghĩa nhân ngày quốc tế đoàn kết với nhân dân Palestine. Trong thông điệp nhân ngày quốc tế đoàn kết với nhân dân Palestine hôm 26 tháng 11, thì Chủ tịch nước của Việt Nam là ông Lương Cường chia sẻ những đau thương mất mát mà nhân dân Palestine gánh chịu trong bối cảnh xung đột leo thang hiện nay, theo thông tấn xã Việt Nam. Thông điệp được Chủ tịch nước Lương Cường gửi Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc Antonio Guterres, Chủ tịch Hội đồng Liên Hiệp Quốc Philemon Yaz, Chủ tịch Ủy ban của Liên Hiệp Quốc về thực thi các quyền bất khả xâm phạm của nhân dân Palestine, Chanian và Tổng thống nhà nước Palestine Mahmoud Abbas. Chủ tịch nước tái khẳng định lập trường kiên định của Việt Nam ủng hộ giải quyết vấn đề Palestine bằng biện pháp hòa bình trên cơ sở tôn trọng luật pháp quốc tế và các nghị quyết liên quan của Liên Hiệp Quốc, bảo đảm lợi ích chính đáng của các bên liên quan, đặc biệt là các quyền dân tộc bất khả xâm phạm của người dân Palestine, trong đó có quyền được thành lập một nhà nước Palestine độc lập, có chủ quyền, chung sống hòa bình và an ninh bên cạnh nhà nước Israel. Chủ tịch nước Lương Cường cũng bày tỏ sự ủng hộ mạnh mẽ và tình đoàn kết của nhà nước và nhân dân Việt Nam với Palestine trong sự nghiệp đấu tranh chính nghĩa vì độc lập và tự do, theo thông cáo hôm nay của Bộ Ngoại giao. Theo Chủ tịch nước, Việt Nam sẵn sàng tham gia vào các nỗ lực chung của cộng đồng quốc tế nhằm thúc đẩy đối ngoại, hòa giải và hỗ trợ nhân đạo cho người dân ở tại vùng xảy ra xung đột, góp phần bảo đảm hòa bình, an ninh, ổn định khu vực và trên thế giới. Xung đột nổ ra ở dải Gaza từ cuối năm ngoái khi quân đội Israel mở chiến dịch tấn công lực lượng Hamas ở khu vực này. Giao tranh đã khiến hơn 44.000 người ở Gaza thiệt mạng, theo thống kê của Cơ quan Y tế Hình trái đất này. Xin mời chị Như Tuyền. Tin Hoa Kỳ. Các nhân chứng về phẫu thuật chuyển giới nói rằng tổn hại không thể phục hồi đối với trẻ em do phẫu thuật chuyển giới. Tổ chức phi lợi nhuận Bước Ngoặt Nước Mỹ đã tổ chức buổi diễn thuyết tại Đại học San Jose, tập trung vào những tổn hại không thể phục hồi đối với trẻ em do chính sách về chuyển giới gây ra, đồng thời mời nhân chứng Chloe Cole, từng chuyển giới, chia sẻ kinh nghiệm cá nhân. Năm 12 tuổi, Cole cho rằng bản thân cô có giới tính khác bẩm sinh. Cô bé bắt đầu dùng thuốc ức chế dậy thì và được điều trị bằng testosterone. Năm 15 tuổi, cô bé đã phẫu thuật cắt bỏ cả hai vú, nhưng chưa đầy một năm sau, cô bé đã hối hận về quyết định. Khi đó, cô mới 16 tuổi. Trong bài phát biểu, cô nhấn mạnh rằng chuyển đổi giới tính không mang lại hạnh phúc, còn làm trầm trọng thêm nỗi đau thể xác và tinh thần. Cô đặc biệt chỉ trích tuyên truyền chuyển giới cho trẻ em, nói rằng sẽ hủy hoại sức khỏe trong suốt cuộc đời và phá hỏng tuổi thơ quý giá. Cô hy vọng câu chuyện của mình được lắng nghe để điều tương tự không xảy ra với những trẻ em khác. Cole nói rằng quá trình phục hồi sau phẫu thuật chuyển đổi giới tính là vô cùng khó khăn. Không chỉ khiến người ta mệt mỏi về thể chất, mà nỗi đau tâm lý còn vượt xa nỗi đau thể xác. Tuy nhiên, bác sĩ không đề cập đến sự hối hận hoặc đau đớn mà có thể do phẫu thuật, thậm chí còn bảo đảm với cha mẹ cô rằng những vấn đề này sẽ không xảy ra. Cách điều trị này được quảng bá rất hấp dẫn, nhưng chỉ sau khi trải qua phẫu thuật không thể đảo ngược quay trở lại như lúc bẩm sinh, người ta mới nhận ra sự thật và cuối cùng ân hận, nhưng đã quá muộn. Nhưng khi Cole ngừng chuyển giới và quay lại tìm họ, thì họ không còn quan tâm đến cô nữa, thậm chí không muốn đối mặt với những sai lầm của chính họ. Đối với họ, tôi chỉ như là món đồ chơi cũ bị phá hủy, và họ đã chuyển sang mục tiêu tiếp theo từ lâu, Cole nói.
Tại buổi trò chuyện, một người phụ nữ khác tên là Hao buồn bã nói rằng đứa con duy nhất của cô gần đây tự nhận là có giới tính khác bẩm sinh và khi học lớp 6 năm nay đã chuyển đổi giới tính ở trường mà cha mẹ không hề hay biết. Cô nói rằng cô rất buồn khi biết về điều này và cảm thấy như cả thế giới đang sụp đổ. Cô ấy đã lên mạng và tìm kiếm rất nhiều nghiên cứu, nhưng điều khiến cô bị sốc là những trang đầu tiên của Google đều ủng hộ quan điểm chuyển giới và hầu như không có tiếng nói nào khác được tìm thấy. Sau khi Hao chuyển con gái đến trường tư, cô vẫn bị giáo viên lên án tố cáo rằng việc cô không đồng ý với bản dạng giới tính bề ngoài đã chuyển giới của con gái cô là biểu hiện thái độ bạo lực với con gái của cô. Cô Hao hy vọng khi đủ tuổi công dân, con gái hiểu biết đầy đủ về chuyển đổi giới tính sẽ tự có quyết định cho bản thân. Hiện cô đang tìm kiếm một chuyên gia tư vấn tâm lý phù hợp để giúp con gái cô khám phá các vấn đề liên quan đến danh tính giới tính. Thưa quý thính giả, một phần tin liên quan đến Hoa Kỳ thì nhóm của Tổng thống đắc cử Donald Trump đã ký thỏa thuận chuyển giao quyền lực với Tòa Bạch Cung. Đội ngũ của Tổng thống đắc cử Donald Trump đã ký bản ghi nhớ chuyển giao quyền lực với Tòa Bạch Cung sau nhiều ngày trì hoãn và phản đối một số điều khoản. Thỏa thuận này cho phép những ứng viên được đề cử vào nội các của chúng tôi bắt đầu hành động chuẩn bị quan trọng, như cử các nhóm tiền trạm tới từng cơ quan và hoàn tất quá trình chuyển giao quyền lực một cách có trật tự. Susie Wiles, người được Tổng thống đắc cử Donald Trump đề cử làm chánh văn phòng của Tòa Bạch Ốc, nói ngày 26 tháng 11, thỏa thuận chuyển giao quyền lực với Tòa Bạch Ốc là thủ tục bắt buộc để đội ngũ của Tổng thống đắc cử được cấp ngân sách và giấy phép an ninh để tiến hành quá trình tiếp quản. Tuy nhiên, Tòa Bạch Ốc cho biết nhóm của ông trước đó đã từ chối đề nghị nhanh chóng ký thỏa thuận chuyển giao quyền lực và phản đối một số điều khoản, khiến các cái ứng cử viên mà Tổng thống đắc cử chọn vào nội các chưa thể tiếp cận cơ quan và các nhân viên mà mình sẽ quản lý. Việc quá trình ký thỏa thuận chuyển giao quyền lực chậm trễ bất thường đã làm dấy lên lo ngại về trục trặc trong hoạt động của chính phủ hoặc là mâu thuẫn lợi ích. Sau khi ký thỏa thuận chuyển giao, nhóm làm việc của Tổng thống đắc cử Donald Trump sẽ bắt đầu phối hợp trực tiếp với các cơ quan liên bang được phép tiếp nhận giấy tờ. Tổng thống Trump sẽ nhậm chức vào ngày 20 tháng 1 năm sau. Theo nội dung thỏa thuận ngày 26 tháng 11, nhóm của ông Trump không ký vào một cam kết đạo đức chính phủ, nói rằng họ có cái đạo đức riêng và sẽ đáp ứng các yêu cầu về nhân sự để chuyển giao sang chính quyền mới một cách suôn sẻ hơn. Bản cam kết đạo đức của chính quyền Tổng thống Trump sau khi được công bố gồm tuyên bố rằng thành viên trong chính quyền chuyển giao sẽ tránh xung đột lợi ích, bảo vệ thông tin mật và không giải quyết những vấn đề mà họ từng tham gia vận động hành lang trong 12 tháng trước đó. Bên cam kết, bản cam kết cũng không có điều khoản cho rằng là ông Trump sẽ tránh xung đột lợi ích hoặc ông sẽ chỉ nắm giữ các tài sản không xung đột một cách lợi ích, điều mà các tổng thống đắc cử thường cam kết thực hiện. Ông Trump hiện nắm giữ số cổ phần trị giá 3,76 tỷ Mỹ Kim tại tập đoàn kỹ nghệ và truyền thông Trump, công ty vận hành mạng xã hội của Truth Social, cũng như là cổ phiếu của một doanh nghiệp tiền số, các bất động sản, một số thương vụ làm ăn ở nước ngoài. Nhóm của ông Trump cũng không ký thỏa thuận với Bộ Tư pháp để cho phép Cục Điều tra Liên bang FBI thẩm tra lý lịch những quan chức được đề cử vào nội các. Nhóm không gửi cho FBI danh sách những nhân viên an ninh quốc gia sau này có thể tiếp cận thông tin mật. Đội ngũ của ông Trump tuyên bố sẽ không sử dụng văn phòng làm việc trong quá trình chuyển giao vì không muốn lãng phí tiền thuế của người dân. Nhóm khẳng định quá trình chuyển giao quyền lực sẽ dùng nguồn tài trợ tư nhân thay vì tiền từ chính phủ. Các nhà tài trợ trong quá trình này sẽ sớm được công bố. Phát ngôn nhân của Tòa Bạch Ốc Saloni Sama cho biết chính quyền Tổng thống Biden không đồng ý khi nhóm của ông Trump từ chối ký một số thỏa thuận thông thường, nhưng sẽ tiếp tục quá trình chuyển giao quyền lực để tránh gây thêm sự chậm trễ. Và sau đây xin mời quý thính giả đến với tin của thị trường chứng khoán sau giờ đóng cửa.